Vâng, em chào các anh. Đấy, em tiếp tục lên cho các anh ở đây là một cái con máy hàng đấu mạng nhé. Đấy, hàng đấu mạng. Con này là con CR305 của Onkyo này. Đấy. Đấy, con này đang có giá bán là 4.150.000. Tuy nhiên thì hôm nay là giá sẽ được trừ 500 nhé. Đấy. Trừ 500. Đấy. Vì là có mấy anh khách anh ấy lấy con này nhưng mà anh ấy lại bỏ cọc. Có này em quay cách đây khoảng tầm 2 tuần, nếu các bác mà không các bác theo dõi video trên kênh các bác sẽ biết đúng không ạ? Vì con này là con hàng đấu mạng, nó còn về là còn được bọc rất là kỹ càng. Đấy. Bọc trong thùng giấy nót này đây. Đấy, trong thùng cắt tông nót nó rất là nhiều giấy báo Nhật luôn. Đấy, và đây là cái bóng của để bọc cái này. Đấy. Dây nguồn xịn đi kèm luôn. Đấy. Đầy đủ hết. Con này thì là các bác có thể thấy là con này nó có thể chơi nhạc từ USB ra như các anh đang thấy ở đây nha. Đây. Đấy. Chơi được USB này. Em đang phát nhạc từ USB này. Đấy. Chỉnh được bass test cho mặt máy này. Đấy. Đấy. Ấn tông vào nữa giật tép này. Đấy. Đấy. Anh sẽ vì em làm thư tình ai. Đấy, USB chạy nhá. Anh đấy. Sẽ ngoài ra là con này có thể là chơi CD này. Đấy, làm giải mã quang này. Đấy. Giải mã quát xua đồng trục nữa cơ. Đấy, con này có cả giải mã quát xua đồng trục đằng sau này. Đấy, đây, bọn này thì nó sẽ giải mã digital, nó sẽ có hai loại là optical là giải mã đường quang, dây quang này, và quát xua là đồng trục. Đấy. Thì một số TV bây giờ người ta dùng là dùng cái quát xua này. Đấy, và cái nguồn tín hiệu quát siêu này thì mình lại cần có một cái con giải mã như thế này để mình đưa ra, chứ nếu như mà cắm thông thường mà lấy hai cái dây, một đầu AV ra hai đầu AV, một đầu AV ra hai đầu AV để mà cắm ra âm ly thì cũng không có tiếng đâu. Đấy, nó phải là đúng tín hiệu quát siêu nó mới nhận cơ. Đấy, thì con này nó sẽ giải quyết được vấn đề đấy cho các bác. Đấy. Đấy, đấy USB thì em vừa test là nó chạy này. Đây, bây giờ CD nhá. Đây. CD thì đây cũng chạy này. Đấy. Nick bài đây nha. Đấy. Thì con này hôm trước em bán một lần rồi, thì em hôm nay mình gọi là bàn giao lại các chức năng một chút xíu cho các bác này, để giới thiệu cho các bác thôi. Và đâu bác nào mà tìm hiểu về con này các bác biết nhé. Thì đây là những con đời rất là cao của Onkyo với công nghệ giải mã Vector 9, công nghệ mới nhất hiện nay. Nó là cái dòng mà sản xuất những năm rất là mới, gần đây là 2016 đấy các bác này, 2016 luôn nhé. Công suất của máy đạt tới 68W cũng rất là to, 68W rất là lớn nhé. Điện 100V hàng sử dụng nội địa Nhật nhé. Đấy, các bạn lưu ý là nhờ cắm đúng điện 100V cho em. Đấy, con này thì mình có thể kết nối đường quang để mình làm giải mã, kết nối đường quát xua làm giải mã quang ra AV, kết nối đồng trục để giải mã đồng trục ra AV, rồi kết nối đường dây Nain, một Nain 2 để có thể là kết nối với điện thoại máy tính anh nhỉ. Đấy, có đường line out đây là để mình đưa ra các cái thiết bị khác này, đó chính là cái giải mã quang AV đấy, và chính giải mã cái quát siêu AV này. Đấy. Thì em bây giờ em sẽ test tiếp cho các bác đến là các cái mà đấy, đường dây AV nha, đây. Đấy. Âm thanh nó ra bình thường này. Đời trai nghiệp lính biết đi là gian. Đấy. Khổ nhưng vẫn bác nào lấy thì là mình sẽ lấy đúng cái con máy về có series như thế này nha, bản thân là 16 nhá. Series là 23134. Quen đó đây sông cùng thảm cực kỳ đẹp luôn, đẹp hơn 900 luôn các bác này. Rất là đẹp nhá. Cho nên dù người thương, cho nên dù người rất là cao luôn. 3 tháng dài được bao nhiêu. Đấy nha, 3.650.000 nhưng mà sở hữu một con là chạy full chức năng luôn đấy. USB chạy, đường line chạy, đây đường quang đây. Input đang chuyển sang đường optical cho em nhé. Đây, và bây giờ mình sẽ phát nhạc từ cuối phát quang ra này. Đấy. Thì các bác sẽ thấy là nó sẽ có đường quang ra và công suất vẫn chạy nhé. Đấy. Quang đây nhá, vẫn chạy ok luôn. Từ
làm khói trắng ru đời và quên lãng nâng sầu thành hơi ấm hớ rượu tình đau ngày ta im lặng yêu người làm tóc trắng tâm sự rồi đấy nhá. Thì con này là con CL305 của Onkyo. Vâng. Con này thì lại giá là 4.150.000 đồng trên có nói đấy. Thì là hôm nay thì là trừ cọc 500 của khách hàng không lấy hàng nhá, thì là còn 3.650.000 đồng. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua con này alo em nhé. Con này hàng đấu mạng rất là ít về mà nó được đẹp như này luôn. Bác nào mà cần thì alo nhá. 3.650.000 đồng. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo của anh em. Vâng.